Hôm trước chúng ta đã kết thúc ở phần danh sách nghi vấn blacklist đúng không ạ? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp phần tiếp theo, nối tiếp trong công việc nhận phòng. Đó là chúng ta phân bố phòng. Rồi. Phân bố phòng là công việc mà chúng ta dựa vào những yêu cầu của khách trong đơn đặt phòng, đồng thời chúng ta kết hợp với cái tình trạng phòng để chúng ta phân bố phòng cho đúng. Và để phân bố phòng cho đúng, thì buộc các bạn phải hiểu được sơ đồ phòng. Thực tế sơ đồ phòng này thì một nhân viên mới vào làm việc sẽ không hiểu hết được, bởi vì các bạn chưa có thuộc vào thuộc cái cơ cấu và kết cấu tầng. Nhưng mà một nhân viên làm khoảng tầm 2 cho đến 3 tháng thì bắt buộc các bạn phải hiểu được vị trí về sơ đồ phòng ha, cũng như là các cách bố trí ở trong phòng nhằm để mục đích chúng ta phân bố phòng hiệu quả và chúng ta phân bố phòng cho đúng với các yêu cầu của khách ha. Rồi, trong việc phân bố phòng thì chúng ta sẽ có hai trường hợp khách xảy ra. Trường hợp thứ nhất, đó là nếu mà khách đến đúng giờ quy định thì quá dễ. Giờ quy định check-in của một khách sạn là mấy giờ đây các bạn? Tôi cần câu trả lời nào. Giờ quy định check-in của một khách sạn theo tiêu chuẩn là mấy giờ? Rồi Mai Anh nè. Dạ thưa cô là 2 giờ chiều ạ. Đúng rồi. Còn giờ trả phòng là mấy giờ ạ? Dạ là 12 giờ trưa ạ. Đúng rồi. Trên thực tế là giờ trả phòng, vì chúng ta cho người ta trả phòng là 12 giờ trưa, cho nên mới có cái chuyện là giờ nhận phòng là 2 giờ chiều. Nó hợp lý vì sao? Khi người khách cũ trả phòng thì chúng ta cần tối thiểu là 1 tiếng để chúng ta vệ sinh cái phòng đó. Rồi, nếu trong trường hợp sau khi vệ sinh phòng đó và chúng ta phát hiện phòng đó có những cái defect, những cái hư hỏng, những cái hỏng hóc, những cái lỗi nhỏ, thì chúng ta cần 1 tiếng nữa để chúng ta điều chỉnh, chỉnh sửa để phòng nó sẵn sàng cho người khách mới vô ở. Đó là lý do mà cái quy định giờ check-in, check-out là 12 giờ trưa và check-in là 2 giờ chiều. Đó. Một vài nơi trên thế giới, một vài khách sạn trên thế giới, họ đặt một cái tiêu chuẩn của họ cao hơn. Và có một vài khách sạn giờ check-in nó đến 3 giờ chiều lận. Ý nghĩa là tôi cần thời gian để tôi chuẩn bị cái phòng tốt hơn, để đảm bảo rằng khi quý khách nhận phòng thì cái phòng nó hoàn hảo. Đúng không ạ? Vậy thì nếu trong trường hợp khách nào người ta đến mà nó đúng với thời gian quy định là 2 giờ chiều trở đi thì cái lúc này quá dễ cho chúng ta rồi. Tại sao? Chúng ta đã sắp xếp xà phòng sẵn sàng, đúng không ạ? Tất cả những cái yêu cầu đặc biệt, tất cả những cái khách mong muốn khi mà họ đặt phòng thì chúng ta đã đều sắp xếp vào phòng đúng không ạ? Vậy thì để làm được việc này thì thứ nhất là chúng ta nắm rõ đặc điểm của phòng. Thứ hai là chúng ta hiểu sơ đồ phòng. Đúng không ạ? Và các khuyến mãi. Được chưa? Rồi, trường hợp thứ hai xảy ra, đó là khách đến sớm hơn giờ quy định. Họ đặt cái loại phòng là standard hoặc superior hay gì đó. Họ đến sớm hơn giờ quy định và rõ ràng cái loại phòng mà họ muốn đặt chưa có. Không có nghĩa là khách sạn hết phòng, nhưng cái loại phòng mà họ đặt là chưa có. Đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải xử lý việc này như thế nào? Thứ nhất, chúng ta kiểm tra xem những loại phòng khác có hay không? Còn hay không? Đúng không ạ? Rồi, nếu trong trường hợp những loại phòng cao hơn mà còn thì đây là cơ hội để chúng ta upsell, cơ hội để chúng ta bán phòng. Họ mà mua cái phòng superior giá chỉ có 800.000 một đêm
nhưng mà họ đến quá sớm, 8 giờ sáng, 10 giờ sáng. Phòng Superior hiện giờ không còn trống, chỉ còn phòng Suite, chỉ còn phòng Deluxe. Với giá là bao nhiêu đó? Thì chúng ta kiểm tra xem những cái loại phòng khác còn hay không. Nếu còn thì chúng ta upsell với khách, chúng ta giới thiệu cái loại phòng cao hơn. Chỉ chênh lệch bao nhiêu tiền mà bây giờ họ sẽ nhận phòng ngay. Đúng không ạ? Rồi, đó là trường hợp thứ nhất. Nếu khách đồng ý thì chúng ta tiến hành nhận phòng bình thường. Nhưng trường hợp lỡ khách không đồng ý thì sao? Thì chúng ta cần phải xin lỗi. Xin lỗi ở đây không phải là lỗi của mình. À, lỗi của mình là mình không có phòng cho họ là không đúng. Không, cái ý nghĩa xin lỗi ở đây không phải là vậy. Mà xin lỗi vì cái sự bất tiện. Là vì cái sự bất tiện này xảy ra nhưng mà không phải lỗi khách sạn nha. Các bạn cần hiểu rõ cái vấn đề này. Trong ngành dịch vụ chúng ta sẽ rất hay nghe từ xin lỗi. Nhưng không có nghĩa rằng xin lỗi nghĩa là lỗi của tôi. Mà xin lỗi ở đây là một cái sự đáng tiếc. Đáng tiếc vì đã nghe sự việc này. Đáng tiếc vì cái sự bất tiện này đã xảy ra đối với bạn. Đó là ý nghĩa của xin lỗi trong ngành dịch vụ. Thì chúng ta xin lỗi và chúng ta đưa ra giải pháp. Trong trường hợp là sao? Một là khách sạn không còn phòng luôn. Phòng loại khác cũng không còn. Trường hợp thứ hai là chúng ta có phòng loại khác nhưng mà khách không muốn trả tiền thêm. Khách muốn rằng khách nhận đúng cái phòng mà họ đã đặt. Đúng không ạ? Họ chỉ muốn trả cái số tiền đó thôi. Không, trong trường hợp này, rất là nhiều bạn lễ tân hay trề môi, trề má, hay nói này nói nọ, ừ trời có 200 ngàn cũng không chịu trả thêm. Là cái đó là một cái thái độ rất là sai nha. Cô nhắc lại tại vì cô gặp rất là nhiều các bạn nhân viên rơi vào cái tình huống này. Chưa hẳn là người ta không chịu trả tiền thêm để người ta nhận phòng sớm là người ta tiếc tiền đâu. Mà có thể rằng là cái yêu cầu của công ty, cái quy định công ty rằng là cái cấp bậc của bạn chỉ được ở cái hạng phòng đó. Bởi vì sao? Bởi vì ông sếp sẽ ở cái hạng phòng cao hơn. Trường hợp thứ hai là gì? Cái ngân sách của công ty chỉ trả cho bạn tiền phòng 800 ngàn thôi. Công ty không trả cho tiền phòng cho bạn 1 triệu. Thì họ sẽ từ chối chuyển lên cái loại phòng cao hơn. Được chưa? Cho nên nhân viên lễ tân cần tránh cái trường hợp là khi chúng ta mời khách mua cái loại phòng cao hơn, khách không mua, thế là có thái độ là không được ha. Chúng ta vẫn giữ nguyên thái độ chuyên nghiệp, vẫn giữ nguyên cái tinh thần là cố gắng giúp đỡ khách hết lòng. Nếu chúng ta đã giới thiệu cái dịch vụ khác, cái loại phòng khác, khách không đồng ý mua, thì chúng ta cũng vẫn phải xin lỗi cho cái sự việc bất tiện và chúng ta đưa ra giải pháp. Chứ không có nghĩa là ừ tôi giới thiệu phòng khác cho bạn không mua, bạn không mua thì thôi tôi không giúp bạn nữa là sai. Được chưa? Mà bắt buộc chúng ta vẫn phải tìm giải pháp để đưa ra giải pháp. Mục đích cuối cùng là gì? Là chúng ta giúp cho khách có một cái khoảng thời gian, miễn khách đã đặt chân đến khách sạn, chưa cần biết là họ nhận phòng hay chưa, họ đã đặt chân bước chân vào khách sạn thì họ phải tận hưởng một cái thời gian thoải mái nhất có thể. Đó là mục đích cuối cùng trong cái ngành dịch vụ của chúng ta. Đúng không? Vậy thì chúng ta cần phải tìm giải pháp và đưa ra cho khách. Giải pháp là gì? Cho khách tiến hành thủ tục đăng ký khách sạn trước. Đăng ký khách sạn là hôm bữa giờ chúng ta đã học rồi đúng không? Mượn chứng minh nhân dân, rồi cập nhật, rồi thế này thế nào thế kia. Nghĩa là chúng ta làm những cái thủ tục hành chính trước. Thủ tục này thì dù khách ở bất cứ loại phòng nào cũng vẫn phải làm. Cho nên bây giờ có phòng hay chưa có phòng nó không quan trọng. Thủ tục chúng ta cứ làm trước. Và cái thủ tục này đây mới là giai đoạn mất thời gian. Được chưa? Rồi, sau đó chúng ta sẽ đề nghị việc chúng ta sẽ giữ hành lý cho khách. Họ đi cồng kềnh 2-3 cái vali và bây giờ họ muốn làm gì cũng khó. Vậy thì chúng ta sẽ chủ động offer cái việc này, chủ động đề xuất cái việc là tôi sẽ giữ hành lý cho khách. Để cho khách sao? Khách được tự do, khách muốn làm việc gì tiếp theo thì tùy họ. Trong thời gian mà giờ chưa có phòng. Tại vì chưa có phòng thì họ ở khách sạn cũng đâu ý nghĩa gì đâu. Đúng không ạ? Rồi, và chúng ta cần phải xác định lại thời gian cho khách là cái thời gian nào có phòng. Ví dụ có thể họ đến lúc 9 giờ sáng, nhưng có thể tầm 12 giờ chúng ta có phòng rồi thì chúng ta nói cho khách biết. Chứ chúng ta không nói cho họ biết thì cũng 2-3 giờ họ mới quay lại. Đúng không ạ? Bởi vì sẽ có những trường hợp, có những khách người ta trả phòng sớm, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ khách trả phòng là chuyện bình thường. Đúng không ạ? Rồi, và chúng ta phải thông báo cho những bộ phận có trách nhiệm làm phòng, đó là bộ phận housekeeping. Để bộ phận housekeeping họ biết gì à? À, có khách
đang đợi cái phòng 502. Vậy thì họ sẽ ưu tiên làm sạch phòng 502 trước, bởi vì có khách đợi mà. Nếu 502 đã trống, và chứ đương nhiên chúng ta sẽ chọn phòng trống để mà phân bố cho housekeeping làm. Rồi bên cạnh đó là gì nữa? Chúng ta thông báo cho khách các dịch vụ bổ sung trong khách sạn. Đây là một cơ hội để chúng ta cross sell, chúng ta bán thêm dịch vụ. Không ạ? Lỡ đâu khách chưa ăn sáng, khách lên ăn sáng, thì khách sẽ, chúng ta sẽ có doanh thu từ việc ăn sáng của khách. Gì nữa? Chúng ta giới thiệu khu vực spa. À, khách sau một chuyến bay dài mệt mỏi hoặc là một cái chặng đường di chuyển, bây giờ trong lúc chờ phòng cũng mệt mỏi, họ quyết định họ đi massage thì sao? Đúng không? Hoặc là xông hơi. Được chưa? Rồi hoặc là gì nữa? Hồ bơi. Hồ bơi thì đương nhiên miễn phí, nhưng mà chúng ta nói cho khách biết hồ bơi, để cho họ sử dụng dịch vụ hồ bơi thì sao? Họ sẽ uống nước ở trên hồ bơi, chúng ta cũng có doanh thu. Nghĩa là chúng ta, một là chúng ta giúp đỡ khách trước, đó là giữ hành lý, rồi tiến hành những cái thủ tục hành chính mất thời gian trước, và sau đó sẽ nói cho khách biết những dịch vụ bổ sung có trong khách sạn để khách họ muốn sử dụng hoặc họ có nhu cầu sử dụng thì họ cứ việc sử dụng, đúng không ạ? Hoặc trường hợp thứ hai, sẽ có những trường hợp khách người ta sẽ đi tour, người ta đến quá sớm, người ta sẽ chọn những cái tour nào đó, hoặc người ta sẽ chọn đi ra ngoài để thăm thú thành phố. Chuyện đó rất là bình thường. Được chưa? Vậy thì đối với khách đến sớm hơn giờ quy định, thì đối với một nhân viên lễ tân cũng vẫn phải cố gắng hết mình để làm sao đảm bảo được rằng cái việc dịch vụ khách hàng sẽ làm cho khách hàng thoải mái nhất và tốt nhất có thể. À. Rồi, hồi nãy cô có nhắc đến cái việc là sơ đồ phòng. Để chúng ta phân bố phòng tốt, hiệu quả thì chúng ta phải hiểu được sơ đồ phòng. Đây là một ví dụ về sơ đồ phòng cho các bạn thấy. Đây là một cái mặt cắt của lầu 3 của một khách sạn. Rồi thì căn cứ vào sơ đồ phòng này, các bạn cho cô biết, nếu yêu cầu của khách là phòng yên tĩnh thì chúng ta nên phân bố khách vào những phòng nào? Nếu khách yêu cầu phòng yên tĩnh thì chúng ta nên phân bố khách vào những phòng nào? Rồi quan sát sơ đồ phòng của khách sạn và cho cô câu trả lời. Rồi, phòng số mấy đây? Chúng ta cho khách ở phòng số mấy đây? Nếu khách yêu cầu phòng yên tĩnh. Lan Phương. Dạ thưa cô, theo em là phòng 302, phòng 315 với phòng 316. 302, 315, 316. Rồi, có ai có ý kiến khác nữa không? Chưa biết đúng sai ha. Có ai còn có ý kiến khác nữa không? À, bạn Lan Phương giải thích tại sao lại là 302, 315, 316 ạ? À? Dạ thưa cô, là theo em là khi mà khách chọn phòng yên tĩnh thì mình nên chọn những cái khách, những cái phòng cuối á cô. Không nên chọn những cái phòng sát giống như phòng 305 là gần karaoke với lại thang 9 thì sẽ có tiếng ồn á cô. Ừ. Rồi. Có ai có ý kiến khác nữa không ạ? À?
Nếu chọn phòng yên tĩnh thì nên là phòng nào? Còn ai có ý kiến nào nữa khác không? Một ý kiến thôi, cả lớp có một ý kiến thôi. Rồi tôi gọi một bạn bất kỳ nha. Sơn Thị Cẩm Ly N37. Dạ cô à, em nghĩ là phòng 302 với 316. Tại sao ạ? Dạ em, tại vì em thấy nó nằm ở ở xa cái chỗ cao kê cô. À, rồi, còn ai có ý kiến nào nữa không? Phân phòng sau này là công việc của một nhân viên lễ tân bình thường đó. Cho nên chúng ta cần phải có cái tư duy để phân bố phòng. Thì chúng ta sau này chúng ta mới làm cái công việc bố trí phòng hiệu quả được. Rồi. Nguyễn Thị Thu Giang N38. Dạ. Dạ em chọn 34, 35, 36. 34, 35, 36. Đây khu vực này. Tại sao? Dạ tại em nó em thấy nó tránh xa cái phòng karaoke với lại tránh xa cái được cái thang máy cô. À. Rồi. Vậy thì theo như cách các bạn suy nghĩ nãy giờ thì cái khu vực nào sẽ là dễ gây ra tiếng ồn? Thứ nhất là karaoke. Đúng không? Thứ hai là thang máy. Vậy cái housekeeping này các bạn có biết là gì không? Cái ủ ghi chữ housekeeping này có biết là gì không nào? Các bạn học môn housekeeping chưa? Các bạn có biết cái chữ pantry là gì không ạ? Mỗi tầng của một khách sạn, chúng ta sẽ xây một cái phòng nhỏ nhỏ, nhỏ thôi. Và cái đó là dùng làm kho cho housekeeping. Mỗi tầng thường thường sẽ có một cái kho. Cái kho cho housekeeping đó để làm gì? Thứ nhất là để đồ đạc, vật dụng, khăn, ra mền này nọ để mà thay á, cái tủ mà để vật dụng á, amenity nữa. À, rồi thứ hai nữa là gì? Những cái trang thiết bị dụng cụ, máy hút bụi, chứ không thể chúng ta không có để trên hành lang trên đường đi, mà tất cả chúng ta phải cất vào kho. Và cuối cùng là gì? Hết ca làm việc thì housekeeping sẽ phải đẩy cái xe trolley, cái xe khi đi làm phòng, đẩy cái xe vào trong đây cất lại, khóa cửa. Hết ca làm việc của bạn. Được chưa? Vậy thì liệu những cái phòng mà gần khu vực này theo suy nghĩ của các bạn là có ồn không? Sẽ ồn. Vì sao? Tiếng người nói chuyện, lấy đồ, lấy vật dụng. Đúng không? Đương nhiên không thể ồn nhiều như karaoke. Nhưng nếu mà những người mà người ta dị ứng tiếng ồn, người ta cần rất yên tĩnh thì cần cẩn thận. Chúng ta cũng phải né luôn cái phòng này luôn. Được chưa? Rồi khi chúng ta né karaoke, đồng thời chúng ta né cái thang. Thang là thang khách nè. Thang chính là thang của khách nè. Vậy thì cái thang phụ này nó nằm ở đây, chúng ta cũng phải né luôn. Đúng không ạ? Vậy thì thực tế trong sơ đồ này, nếu nhìn vào thấy phòng yên tĩnh, chúng ta chỉ có được 314 và 316 mà thôi. Đúng không ạ? 315 có thể thôi, chứ còn chưa chắc. Có thể buổi tối thì yên tĩnh, còn ban ngày thì chưa chắc. Đúng không? Còn cái dàn phía trước này gần karaoke là chúng ta sẽ nói không rồi. Rồi, hiểu chưa? Vậy thì trong khi phân bố phòng, công việc phân bố phòng, thứ nhất, chúng ta phải thuộc sơ đồ phòng. Chúng ta nói ra một cái, nói cái số phòng ra một cái là biết được cái phòng đó nằm ở đâu trên tầng liền. Đúng không ạ? Và phải biết được đặc tính phòng, cái khu vực, cái vị trí của phòng đó thì nó sẽ dẫn đến đặc tính như thế nào, ồn hay không ồn. À, hoặc là hướng nhìn, ví dụ những phòng này sẽ nhìn ra đâu, những phòng này sẽ nhìn ra đâu, bốn cái phòng ở trong cái ruột này thì sẽ nhìn ra đâu,
chúng ta phải thuộc luôn thì chúng ta mới phân bố phòng tốt được ha. Rồi, đó là một công việc phân bố phòng. Rồi, công việc tiếp theo đó là đảm bảo thanh toán. Đây là một việc rất quan trọng. Và chúng ta đừng nhầm lẫn ha. Khá là nhiều bạn sau này trong quá trình thực hành, khá là nhiều bạn nhầm lẫn cái việc đảm bảo thanh toán và đảm bảo đặt phòng. Hai này không liên quan gì với nhau hết. Hai định nghĩa hoàn toàn khác biệt. Và nó không có dính dáng gì với nhau hết trong cái dòng chảy tiền tệ hết. Rồi, các bạn có 5 phút để đọc những nội dung thông tin của việc đảm bảo thanh toán. Và sau đó hãy trả lời cho cô biết câu hỏi. Vậy đảm bảo thanh toán là gì? Đảm bảo thanh toán là gì? Và chúng ta làm gì? Hai câu hỏi rất là rõ rệt nha. What là gì? Và how là làm gì? Rồi, tất cả các bạn có 5 phút.
Các bạn đợi cô hàng xíu nha, cô bị ao ra. Rồi, xin lỗi các bạn, tự nhiên cô bị đá ra. Rồi, có câu trả lời chưa nào? Đảm bảo thanh toán là gì? Và đảm bảo thanh toán là làm gì? Rồi, mời ai có câu trả lời giơ tay nào. Sau khi chúng ta đọc phần đảm bảo thanh toán này thì chúng ta phải hiểu đảm bảo thanh toán là gì, bởi vì phân biệt rõ với đảm bảo đặt phòng. Rồi, ai có câu trả lời? Đảm bảo thanh toán là gì và làm gì? Là gì trước ha? Theo các bạn hiểu, hiểu thì có thể đúng có thể sai, tùy các bạn. Tùy các bạn tư duy như thế nào khi các bạn đọc về nguyên tắc đảm bảo thanh toán. Vậy đảm bảo thanh toán là gì? Rồi, không ai giơ tay thì cô gọi ha. Nãy giờ không ai suy nghĩ có câu trả lời luôn hả? Tôi cần các bạn học thì các bạn phải tư duy, các bạn hiểu nó như thế nào thì các bạn nói. Không quan trọng là đúng hay sai. Thúy An N32. Dạ thưa cô, thì em nghĩ là đảm bảo thanh toán là khách phải trả đủ số tiền mà cho trả đủ số tiền mà số đêm hay là số phòng mà khách lưu trú lại. Khách trả đủ tiền phòng Dạ. mà khách lưu trú lại. Đúng không bạn? Dạ. Rồi tại sao ạ? Mục đích để làm gì ạ? Theo nghĩ là do là khách tự đến hoặc là khách vãng lai á, sẽ không có công ty hay là cái bên công ty du lịch nào đó chắc chắn là khách sẽ thanh toán hết, nên là khách phải cam kết khách sạn là phải trả đủ. Vậy bạn đang đang tôi đang có hai hai cái diễn đạt của bạn đang làm nhầm lẫn. Khách cam kết phải trả đủ hay là bây giờ khách phải trả hết luôn? Hồi nãy lúc đầu là bạn nói là khách phải trả đủ, còn bây giờ bạn vừa mới nói là khách phải cam kết trả đủ, tại vì không có công ty du lịch hay công ty thương mại làm gọi là đứng ra bảo lãnh, cho nên là khách phải trả đủ. Vậy bây giờ theo hiểu của các bạn là cái bước đảm bảo thanh toán này là khách phải trả đủ, trả hết cái tiền phòng luôn. Đúng ra là việc này check out mới trả đúng không, mà bây giờ là vô ở một cái chưa ở gì hết là phải trả luôn đúng không? Ý nghĩa của việc đảm bảo thanh toán có phải là như vậy hay không? Dạ em nghĩ vậy. Rồi, cảm ơn ý kiến của bạn. Một bạn khác nào. Đảm bảo thanh toán là gì và làm gì? Phan Văn Toàn. Cô là khách trả trước một phần tiền nào đó sau rồi sao trả trước một phần tiền sau đó check out sẽ thanh toán phần còn lại. Theo hiểu của bạn Toàn là đảm bảo thanh toán là giống như đặt cọc, trả tạm một phần rồi khi nào check out thì đã trả phần còn lại. Đúng không ạ? Vậy đảm bảo thanh toán có khác gì đảm bảo đặt phòng đâu. Vậy đảm bảo thanh toán theo như bạn Toàn hiểu là như vậy thì bạn Toàn ơi, đảm bảo thanh toán mình phải làm gì?
mình phải làm cái gì? Theo bạn hiểu là trả trước một phần như vậy thì mình sẽ trả trước là bao nhiêu? Con số cần phải trả trước đó là bao nhiêu? Cô là 30% hoặc là 20% tiền phòng. 30% hoặc 20% của một đêm tiền phòng hay là của tổng tiền phòng? Là tổng tiền phòng. À, theo như bạn Toàn đây là trả trước một khoản bao nhiêu phần trăm đó của số của tổng số tiền phòng, của tổng số tiền phòng ha. Theo như bạn Toàn hiểu là chỉ của tổng số tiền phòng. Rồi còn ý kiến nào khác không ạ? Cho cô xin ý kiến của các bạn sau khi các bạn đọc phần nguyên tắc này, các bạn hiểu gì rồi sau đó cô sẽ chốt chuẩn. Còn ai có ý kiến khác không nào? Rồi nói cho cô biết bạn hiểu gì. Nguyễn Ánh Xuân Quyên N37. Nguyễn Ánh Xuân Quyên N37. Dạ có em ạ. Dạ cô có thể hỏi lại câu hỏi ấy lúc nãy được không ạ? Ủa chứ nãy giờ bạn đâu, bạn có học không? Nãy giờ bạn ở đâu, bạn có theo dõi lớp học không ạ? Dạ có ạ, nhưng mà em nghe không rõ. Đảm bảo thanh toán là gì và làm gì? Câu hỏi này tôi đã lặp đi lặp lại mấy lần và đã có hai người trả lời câu hỏi này. Thì bây giờ bạn nói là nghe không rõ, tôi không chấp nhận lý do này là thứ nhất. Thứ hai, cần có thời gian để tư duy và suy nghĩ sau khi đọc cái slide về nguyên tắc đảm bảo thanh toán. Bây giờ đùng một cái bạn vô, bạn không biết câu hỏi là gì, lặp lại câu hỏi đi. Rồi bạn mới trả lời. Thì thời gian đâu bạn suy nghĩ và thời gian đâu bạn đọc cái slide này. Chứng tỏ là nãy giờ bạn không hề theo dõi bài. Nếu bạn nào cứ nghĩ rằng là mở máy lên và để đó và không theo dõi bài cũng được, thì những trường hợp như vậy tôi sẽ không điểm danh. Đúng không ạ? Rồi riêng với bạn Xuân Quyên ngày hôm nay, đề nghị thầy Đông không điểm danh cho bạn ha. Dạ cô. Rồi tiếp tục. Cô mời bạn Nguyễn Thị Yến Nhi. Dạ thưa cô, đặt phòng có đảm bảo tức nghĩa là cái gì đặt phòng có đảm bảo? Đảm bảo thanh toán, lộn. Đảm bảo thanh toán đó chính là mình trả phải trả cái tổng số tiền tính theo số đêm mà khách đã lưu trú của cô, với số phần trăm trên tổng số ngày tùy theo mỗi khách sạn quy định. Đó là đảm bảo thanh toán bằng những cái hình thức như là về thanh toán tiền mặt hay là tín dụng. Ủa bạn Yến Nhi, có khác nào bạn đọc cho tôi cái ý số 2 này đâu? Vậy bạn hiểu gì về nó? Theo bạn hiểu đảm bảo thanh toán là gì? Là khách phải trả tiền tổng số đêm và một cái số phần trăm nào đó, đúng không? Để làm gì? Mục đích tại sao phải làm chuyện này? Để đảm bảo được cho khách sạn giữ phòng cho mình đó cô. Để đảm bảo khách sạn giữ phòng cho mình. Có nhầm lẫn với đảm bảo đặt phòng không nào? Chúng ta đang học quy trình check in. Quy trình check in là khách đã đến khách sạn rồi, hôm bữa giờ là chúng ta gặp khách rồi, chào đón khách rồi, đăng ký rồi, mượn giấy tờ thủ tục, làm mượn giấy tờ hồ sơ chứng minh nhân dân để đăng ký thủ tục cho khách rồi, phân phòng cho khách luôn rồi. Thì bây giờ tại sao lại nói là khách sạn trả một số tiền để khách sạn giữ phòng? Khách đứng trước mặt nhận phòng rồi còn giữ phòng gì nữa? Mục đích của việc đảm bảo thanh toán này là làm gì? Giữ phòng nó chỉ có ở giai đoạn đặt phòng thôi nha bạn. Còn cái này là thanh toán,
đảm bảo thanh toán. Rồi, bạn Yến Nhi trả lời gần đúng hết rồi, nhưng cuối cùng tới khúc cuối là bị gãy. Rồi, ai hiểu chính xác hơn về đảm bảo thanh toán nào? Tôi cần những ý kiến khác. Bạn Yến Nhi chỉ trả lời gần đúng hết là dựa vào những cái quy tắc ở trên slide thôi, nhưng mà bạn đang đọc thôi. Còn bạn chưa hiểu đúng về đảm bảo thanh toán thực chất mục đích của nó là gì. Rồi, cô mời Mai Anh nào. Dạ, thưa cô, theo em nghĩ việc đảm bảo thanh toán là để mình, để khách sạn có thể đảm bảo được là khách sẽ thanh toán đủ số tiền mà khách sẽ lưu trú khi mà để khách phải trả số phần trăm trên tổng số ngày tùy theo khách sạn quy định á cô, để biết được rằng là khách sẽ không bỏ đi giữa chừng hay là khách sẽ không thanh toán số tiền mà khách đã lưu trú ấy ạ. À, rồi, vậy là Mai Anh đúng. Nghĩa là nãy giờ chúng ta đang có hai luồng ý tưởng, đúng không ạ? Một luồng ý tưởng là đảm bảo thanh toán là trả 1% nào đó trên tổng số tiền phòng. Và luồng ý tưởng thứ hai là trả tiền phòng và một con số thêm nữa, đúng không ạ? Nhưng nãy giờ các bạn chưa nói được cái mục đích thực sự, các bạn chưa hiểu đúng được cái việc đảm bảo thanh toán là như thế nào. Có Mai Anh có nói ra được cái ý này, đó là để đảm bảo rằng, để chắc chắn rằng là khách sẽ trả tiền. Và trong trường hợp khách có bỏ đi, khách không chịu trả tiền thì chúng ta cũng đã có tiền. À, vậy tiếp tục chúng ta phân tích theo cái góc nhìn này. Vậy nếu chúng ta thu tiền đảm bảo thanh toán mà chúng ta chỉ thu một phần của tiền phòng thôi, tôi ví dụ là khách đặt phòng ở với chúng ta là 5 đêm, từ ngày 14 tháng 7 cho đến ngày 19 tháng 7. Rồi hôm nay 14 tháng 7 khách check in, chúng ta lấy tiền đảm bảo thanh toán, chúng ta chỉ lấy 50% tiền phòng, là chỉ lấy 2 đêm rưỡi thôi, đúng không ạ? Vậy trong trường hợp khách ở tới đêm thứ tư, khách lặng lẽ kéo vali bỏ đi, vậy tiền tổng cộng khách ở tới 4 đêm mà khách mới đưa có 2 đêm rưỡi, vậy còn 1 đêm rưỡi đó, tiền đó ở đâu? Vậy hóa ra chúng ta bị mất tiền, chúng ta bị lỗ doanh thu, đúng chưa? Vậy ở cái góc nhìn cuối cùng của bạn Mai Anh, đó là đảm bảo thanh toán là để chúng ta chắc chắn là khách có bỏ đi thì chúng ta cũng vẫn có tiền. Vậy chúng ta cần phải hiểu đúng và đủ ý nghĩa của việc đảm bảo thanh toán là gì. Đảm bảo thanh toán là chúng ta sẽ yêu cầu khách chứng minh rằng họ có đủ khả năng thanh toán. Chứ chúng ta không lấy tiền trước nha. Chúng ta cần tránh cái từ này nha. Bởi vì có nhiều bạn nhân viên á, sử dụng cái từ không hợp lý, cho nên nhiều khách người ta check in, người ta không hiểu và người ta không đồng ý. Người ta nói là tôi chưa ở, tôi chưa sử dụng dịch vụ mà bạn đã lấy tiền của tôi. Đây là chúng ta không có lấy tiền, đúng không ạ? Mà chúng ta làm một điều, cái từ nó chuyên ngành và nó sang trọng là đảm bảo thanh toán. Thì chỉ lễ tân với nhau, chỉ trong ngành với nhau hiểu đảm bảo thanh toán, là chúng ta muốn khách chứng minh một điều rằng khách có đủ khả năng thanh toán vào ngày check out. Hôm nay chưa có yêu cầu anh chị thanh toán, nhưng mà anh chị phải chứng minh cho tôi biết là vào cái ngày check out anh chị có đủ tiền để trả chứ, đúng không? Vậy để chứng minh được anh chị đủ tiền trả thì anh chị phải chứng minh cho tôi thấy là anh chị phải có một số tiền nào đó mà đủ trả cho tổng tiền phòng, tổng số đêm nha, tổng tiền phòng và một số phần trăm trên tổng số này. Nãy giờ tất cả các cái ý kiến của các bạn nói là không phải chữ và mà là số phần trăm của tổng tiền phòng là sai. Đảm bảo thanh toán
là số tiền đó, số tiền mà khách cần phải chứng minh là khách có đủ á, nó là số tiền phòng cộng với số phần trăm trên tổng số tiền phòng này. Tại sao? Tại vì không lẽ khách ở trong khách sạn chỉ có tiền phòng thôi. Lỡ khách xuống nhà hàng ăn uống, lên spa sử dụng dịch vụ, hát karaoke, uống cà phê, lên quán bar nhậu. Rồi tiền đó làm sao? Khi khách sử dụng dịch vụ ở những nơi đó thì họ sẽ làm gì? Ký hóa đơn, bỏ vô chung với phòng luôn, bữa nào check out anh trả tiền nha em. Rồi sao? Mà rõ ràng hôm bữa check in họ mới chứng minh cho mình biết là họ đủ tiền cho năm đêm tiền phòng thôi. Vậy bây giờ họ tiêu xài thêm cái khoản đó thì lỡ đâu lúc check out họ không đủ tiền sao? Chưa? Cho nên nó mới có cái câu chuyện là số tiền này nó sẽ bằng tổng số đêm và số phần trăm của tổng số đêm này. Và số phần trăm này thì tùy mỗi khách sạn quy định, có khách sạn quy định 20, 30, 40, 50 nhưng không được quá 50%. Chưa? Bởi vì sao? Bởi vì khách sạn chúng ta đăng ký kinh doanh là kinh doanh lưu trú thì sản phẩm của chúng ta là phòng ngủ. Và sản phẩm chính của chúng ta sẽ là sản phẩm mắc tiền nhất. Và tất cả những sản phẩm phụ trợ đi kèm, nhà hàng, spa, hồ bơi, quán bar, cà phê gì đó, tất cả những sản phẩm đó thì cái giá, cái bảng giá của những sản phẩm phụ đi kèm không bao giờ được vượt quá 50% sản phẩm chính. Hiểu chưa? Cho nên con số phần trăm này sẽ không bao giờ và không được phép là quá 50%. Nhưng có một vài khách sạn họ lấy 20%, 30% là chuyện bình thường. Được chưa? Rồi, vậy tóm lại, đảm bảo thanh toán là gì? Đối tượng nè, hồi nãy có một bạn nói ý này rồi. Nếu có công ty thương mại hay công ty du lịch trả tiền cho tôi, thì tôi đâu có việc gì mà tôi phải chứng minh cho khách sạn là tôi đủ tiền để trả tiền. Tại vì tôi đâu trả đâu. Công ty du lịch hoặc công ty thương mại trả mà. Đúng không? Cho nên đối tượng mà chúng ta sẽ lấy đảm bảo thanh toán này chỉ là khách lẻ hoặc khách vãng lai thôi. Hay hiểu đúng hơn là gì? Khách nào mà cái trách nhiệm thanh toán của đơn đặt phòng đó là tự trả thì tôi phải lấy đảm bảo thanh toán. Nói chung cứ miễn mà anh chị tự trả tiền thì anh chị phải chứng minh cho tôi biết là anh chị sẽ có đủ tiền để trả. Còn công ty thương mại hay công ty du lịch trả tiền cho anh chị thì anh chị đâu cần chứng minh chứ, anh chị đâu trả tiền đâu. Được chưa? Vậy cái đối tượng áp dụng mà chúng ta dễ hiểu nhất đó là nếu trách nhiệm thanh toán là khách tự trả thì sẽ phải đảm bảo thanh toán. Được chưa? Rồi, vậy các bạn hiểu rõ ràng đảm bảo thanh toán không dính dáng gì hết đến đặt phòng có đảm bảo. Chưa? Đảm bảo đặt phòng là chúng ta trả trước có một đêm thôi. Mà chúng ta trả từ cái hồi chúng ta đặt phòng á, để khách sạn giữ phòng cho đến ngày chúng ta đến check in và đến 12 giờ ngày hôm sau luôn. Còn đảm bảo thanh toán là cái việc khách hàng chứng minh cho khách sạn là họ sẽ có đủ khả năng chi trả cho những ngày sắp tới họ sống trong khách sạn. Chứ chúng ta không bắt khách trả trước nha. Chúng ta cần phải hiểu rạch ròi cái việc này để chúng ta đi tiếp về cái phương thức đảm bảo thanh toán. Tại vì sẽ có trường hợp khách trả bằng thẻ tín dụng, chúng ta không biết, chúng ta không có bắt khách trả trước. Khách chỉ cần chứng minh đủ khả năng thôi. Rồi, hiểu hết chưa ạ? Vậy các bạn hiểu đảm bảo thanh toán là gì chưa? Đảm bảo thanh toán là việc chúng ta cần khách chứng minh được là họ có đủ khả năng chi trả, đủ khả năng thanh toán cho cái kỳ nghỉ này. Và việc họ chứng minh bằng con số như thế nào? Tổng số tiền phòng và chúng ta xét là 50% luôn ha, cho dễ tính. Tổng số tiền phòng và 50% số tiền phòng này cộng đó và là dấu cộng đó. Và khách nào tự trả tiền thì sẽ phải thực hiện đảm bảo thanh toán. Vậy có hai hình thức đảm bảo thanh toán. Hình thức thứ nhất là thẻ tín dụng. Và hình thức thứ hai là tiền mặt. Khách
trả tiền cho khách sạn bằng hình thức nào thì bây giờ họ sẽ phải đảm bảo thanh toán bằng hình thức đó. Tóm lại, miễn sao chứng minh được là có đủ tiền là được. Được chưa? Rồi, nếu khách đảm bảo thanh toán bằng thẻ tín dụng thì khách có mất tiền hay không? Đây là câu hỏi. Để trả lời được câu hỏi này thì các bạn cần xem lại thuật ngữ chuyên ngành, xem lại hôm bữa cô dạy cho các bạn về thẻ tín dụng và trả lời câu hỏi này giúp cô. Các bạn có 5 phút để xem lại bài cũ và gợi nhớ xem thẻ tín dụng là cái gì vậy. Đặc tính của người là xài thẻ tín dụng sẽ là như thế nào? Vậy thì trong trường hợp nếu khách nói rằng tôi đảm bảo thanh toán bằng thẻ tín dụng thì khách sạn có lấy tiền của khách không? Khách có đang mất một khoản tiền nào hay không? Rồi, các bạn có 5 phút. 5 phút để suy nghĩ về việc này. Và sau đó cô sẽ gọi tên trả lời. Rồi, đã có ai có câu trả lời chưa nào? Nếu khách đảm bảo thanh toán bằng thẻ tín dụng thì khách có mất tiền, có mất một khoản tiền nào hay không? Rồi, cô mời bạn Minh Thuấn nào. Dạ thưa cô, là khi mà khách thanh toán bằng thẻ tín dụng thì khách chưa có mất tiền. Tại vì thẻ tín dụng là cái thẻ mà được ngân hàng cấp để có thể xài được cái hạn mức, cũng tùy mỗi cá nhân mà được xài hạn mức tối đa là bao nhiêu. Thì cái này khách chưa mất tiền mà mình chỉ đang trả cái tiền của ngân hàng thôi. Rồi, bạn nói đúng cho tới 70% tới đoạn gần cuối. Nghĩa là thẻ tín dụng là chúng ta sử dụng
ngân hàng sẽ cấp cho chúng ta một cái hạn mức để sử dụng trong tháng đó. Đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này, nếu khách sạn nói rằng tôi sẽ đảm bảo thanh toán, vậy thì coi như bạn theo ý bạn hiểu là khách sạn sẽ trả tiền trên thẻ tín dụng. Khách chưa mất tiền ở đây là nghĩa là khách sạn trả cái số tiền này thì ngân hàng sẽ trả cho khách sạn, rồi còn khách sẽ trả cho ngân hàng sau. Đúng không Thuấn? Dạ, theo ý em hiểu là như vậy đó cô. Rồi, theo ý bạn Thuấn hiểu, bạn Thuấn trả lời câu hỏi là đúng, là khách sẽ không mất tiền, nhưng mà cái góc nhìn, cái góc hiểu của bạn Thuấn hơi bị sai ở đoạn cuối. Bây giờ hỏi tiếp luôn, khách cộng với ngân hàng có mất tiền không? Khách như thế nào cô? Em chưa nghe rõ. Khách và ngân hàng có mất tiền không? Khách... Tại... nên ngân hàng không nghe rõ. Rồi ai giúp bạn Thuấn được không? Trong trường hợp này theo bạn Thuấn là khách không mất tiền mà ngân hàng mất tiền. Rồi giờ cô hỏi lại nè, ngân hàng mất tiền là sai. Có cách hiểu nào khác không ạ? Khách không mất tiền đúng, nhưng mà ngân hàng mất tiền là sai. Cô nhắc lại ý nghĩa của đảm bảo thanh toán là không phải bắt người ta trả tiền trước, mà bắt người ta chứng minh rằng người ta sẽ đủ khả năng trả tiền. Còn tùy người ta sẽ trả bằng cái gì thì người ta sẽ chứng minh bằng phương pháp khác nhau. Được chưa? Mình có thể kiểm tra hạn mức của khách được không cô? Mình có thể kiểm tra được hạn mức không cô? Đúng rồi. Dạ. Kiểm tra hạn mức là làm sao? Theo Thuấn hiểu, nói cô nghe nè. Kiểm tra hạn mức. Cái máy sport của mình thì có kiểm tra được hạn mức của khách không cô? Hay là cái đó là cái cá nhân của khách nên là mình không xem được? Cái đó là thông tin cá nhân. Chỉ có ngân hàng kiểm soát, bất kỳ ai cũng không được kiểm soát cái này. Rồi, vậy nãy giờ chúng ta cứ nói đi nói lại cái chữ ngân hàng. Nghĩa là ngân hàng sẽ liên đới trong trường hợp này. Tại sao? Tại ngân hàng cấp thẻ tín dụng cho người khách mà. Rồi bây giờ ngân hàng phải cấp phép nữa. Đây, đọc thấy chữ ngân hàng cấp phép không ạ? Rồi, vậy cô tóm tắt lại cho các bạn. Trong trường hợp khách nói rằng đảm bảo thanh toán bằng thẻ tín dụng, nghĩa là chúng ta sẽ phải làm gì và chúng ta sẽ hiểu nó như thế nào? Nếu là thẻ tín dụng, rõ ràng bên trong thẻ tín dụng không có tiền, mà bên trong thẻ tín dụng chỉ là thông tin rằng ngân hàng cho tôi cái hạn mức tôi được xài bao nhiêu trong một tháng. Vậy thì bây giờ khách sạn sẽ phải nhờ ngân hàng là ngân hàng ơi, giữ lại, chặn lại 10 triệu nha. Đừng có cho chị Hằng chỉ xài tới 10 triệu cuối cùng. 10 triệu cuối cùng là sao? Tôi ví dụ, chị Minh Hằng được ngân hàng Vietcombank cấp cho thẻ tín dụng, chỉ chứng minh được thu nhập, chứng minh được mọi thứ, và ngân hàng cho phép chị hạn mức tín dụng của chị được xài trong một tháng là 50 triệu. Được chưa? Rồi cuối tháng chị xài nhiêu chị trả ngân hàng bấy nhiêu. Nhiều khi cuối tháng chị xài có 10 triệu, 3 triệu hoặc là 30 triệu thôi. Đúng không? Rồi, miễn sao chị không được xài quá 50 triệu, còn chị xài bao nhiêu thì cuối tháng chị phải trả. Chị nói chuyện của chị với ngân hàng. Và cái chuyện chị được ngân hàng cấp hạn mức tín dụng bao nhiêu cũng là chuyện của chị với ngân hàng luôn. Trong mối quan hệ của chị Minh Hằng và khách sạn là bây giờ chị Minh Hằng phải chứng minh được là chị sẽ có đủ 10 triệu. Tại vì khách sạn cần phải lấy đảm bảo thanh toán con số tiền là 10 triệu. Được chưa? Tại sao có con số đó là câu chuyện của lý thuyết. Được chưa? Rồi, vậy chị Hằng chỉ có
chị sẽ được sử dụng 50 triệu. Nhưng cho đến ngày hôm nay, từ ngày 1 tháng 7 cho tới bây giờ, chị xài cái gì chỉ có ngân hàng mới biết. Bạn là khách sạn bạn không biết. Rồi trong cái hạn mức tín dụng của chị chỉ còn được xài bao nhiêu nữa cũng chỉ có ngân hàng mới biết. Và chỉ không được phép xài tới 10 triệu cuối cùng thì cũng chỉ có ngân hàng mới làm được điều đó. Bạn là khách sạn bấm liên quan gì đến cái thẻ tín dụng này hết. Vì vậy, nếu cái thao tác đảm bảo thanh toán bằng thẻ tín dụng thì chúng ta phải dùng một cái công cụ để liên kết với ngân hàng. Đó chính là cái máy POS. Cái máy mà nắm cái thẻ kéo qua quẹt quẹt đó. Người ta gọi là máy POS, đúng không ạ? Máy cà thẻ. Đó chính là cái công cụ để chúng ta liên hệ với khách hàng và liên hệ với ngân hàng và nhờ ngân hàng làm những cái chuyện mà chúng ta cần phải làm. Rồi, chị Hằng này chỉ có hạn mức tín dụng là 50 triệu. Đâu biết được. Hôm nay check-in ngày 14 tháng 7 xong, chiều chỉ ra Takashimaya chỉ cà cà quẹt quẹt, chỉ mua mấy cái giỏ Louis Vuitton, chỉ mua mấy chai nước hoa, chỉ mua tùm lum hết. Rồi ngày mai chị lại đi đến khách sạn 5 sao, đi đến những cái nhà hàng đó là chị ăn trưa, ăn tối, chị lại cà cà cà. Cuối cùng, thực sự vào ngày 14 tháng 7, thì cái hạn mức tín dụng của chị còn tới 20 triệu lận. Đầu tháng tới giờ chị mới xài có 30 triệu à, chỉ còn tận 20 triệu lận. Nếu mà ở cái bước đảm bảo thanh toán này á, mà chúng ta chỉ hỏi ngân hàng thôi là ê ngân hàng, cho tôi biết là bà Minh Hằng bà còn bao nhiêu tiền hạn mức tín dụng, ngân hàng trả lời còn 20 triệu. Ờ 20 triệu, ok, vậy là chị này chưa đủ khả năng thanh toán rồi. Đó chưa đủ, nó chưa đủ để chúng ta chắc chắn bị thanh toán. Vì đâu biết được rằng ngày mai, ngày mốt, ngày kia chị Hằng chỉ đi khắp nơi, chỉ cà cà và chỉ cà hết 20 triệu luôn. Vậy thì tới ngày chị check out, thẻ tín dụng của chị đâu còn khả năng thanh toán nữa. Vậy việc thứ hai chúng ta cần phải làm đó là chúng ta phải nhờ ngân hàng. Ê ngân hàng ơi, tôi cần lấy đảm bảo thanh toán chị này 10 triệu. Ngân hàng giữ lại nha. Trong cái hạn mức tín dụng mà chỉ còn được xài á, 10 triệu cuối cùng không cho chị xài nha. Vậy là suy ra thật sự chỉ hạn mức tín dụng còn 20 triệu nhưng mà giờ chỉ có muốn đi cà, đi quẹt thẻ ở đâu đó, đi ăn, đi xài ở đâu đó, nhưng chị chỉ còn khả năng xài 10 triệu nữa thôi. Còn 10 triệu là ngân hàng đã cấp phép cho khách sạn làm đảm bảo thanh toán rồi. Vậy thì việc đảm bảo thanh toán đối với thẻ tín dụng nó có tới 2 bước. Khi chúng ta cà cà qua cái máy đó nó có tới 2 ý nghĩa. Bước thứ nhất là kiểm tra tính xác thực. Là kiểm tra, các bạn ghi thêm ha, kiểm tra tính xác thực là kiểm tra xem cái hạn mức tín dụng có còn đủ cho số tiền đảm bảo thanh toán hay không. Cái ý nghĩa của chữ tính xác thực ở đây là vậy, chứ tính xác thực không phải là thẻ thật, thẻ giả đâu. Yeah. Kiểm tra tính xác thực là kiểm tra xem cái hạn mức tín dụng của cái người khách này có còn hay không. Chúng ta không cần biết hạn mức tín dụng của khách là bao nhiêu, chúng ta kéo qua chúng ta cà, và cái chuyện kiểm tra đó là chuyện của ngân hàng. Và chúng ta nhập số tiền cần phải đảm bảo thanh toán lên trên cái máy. Rồi khi chúng ta enter thì nhiệm vụ của ngân hàng họ sẽ phải kiểm tra xem tổng số tiền hạn mức tín dụng của chị Minh Hằng này có còn để đủ trả 10 triệu hay không. Nếu còn thì ngân hàng sẽ làm một việc là cấp phép. Hay các bạn có thể ghi thêm một cái chữ nó ngắn gọn, nó dễ hiểu, đó là giữ lại, chặn lại. Từ chuyên ngành đó là cấp phép, approval code đó. Trong thuật ngữ chuyên ngành hôm bữa chúng ta nói đến từ approval code đó. Được chưa? Vậy là xác thực xem hạn mức tín dụng còn hay không. Nếu còn thì sẽ giữ lại, chặn lại. Để làm gì? Để tới ngày check out á, ngày 19 tháng 7, 5 ngày sau á, chị Hằng chỉ còn 10 triệu này để chị trả tiền cho khách sạn. Còn không chị đâu có gì để chị trả đâu. Và từ đầu tới cuối trong cái việc đảm bảo thanh toán bằng thẻ tín dụng này, tôi, chủ thẻ, tôi không tốn đồng nào hết. Đúng không?
ngân hàng không trả một khoản nào cho khách sạn hết. Ngân hàng chỉ làm đúng hai việc là kiểm tra hạn mức tín dụng còn đủ hay không. Nếu còn đủ thì chặn lại, giữ lại. Chặn lại, giữ lại bằng cách họ làm cái gì trên hệ thống của họ không biết. Nhưng mà ngày mai, ngày mốt, ngày kia chị Hằng chỉ đi ra khắp nơi, chỉ cà cà quẹt quẹt thì chỉ không còn xài. Chỉ không được phép xài hết 20 triệu hạn mức tín dụng mà chỉ còn được xài 10 triệu thôi. Còn 10 triệu phải chừa lại để chị xài ở khách sạn. Rồi các bạn hình dung được chưa? Đó là đảm bảo thanh toán bằng thẻ tín dụng. Hiểu chưa? Có ai còn không hiểu về đảm bảo thanh toán bằng thẻ tín dụng không? Dạ, cô em còn cái thắc mắc này nữa. Rồi hỏi đi Thuấn. Đó, dạ, trường hợp ví dụ như là khách lưu trú 4 ngày nhưng mà thẻ tín dụng thì chỉ sử dụng được 2 ngày nữa thì mình từ chối thanh toán, mình chuyển sang phương thức thanh toán khác hay là mình vẫn thanh toán cho khách 2 ngày cô? Chỉ sử dụng 2 ngày nữa là ý bạn là vì sao? Lý do gì mà chỉ sử dụng được 2 ngày nữa? Dạ, có thể là thẻ tín dụng nó hết thời hạn sử dụng hoặc là hết hạn sử dụng thì yên tâm một điều này ha. Cái hạn sử dụng của một thẻ tín dụng nó có in trên thẻ, nó có dập nổi trên thẻ. Nhớ không? Hôm bữa cô đã đưa cái thẻ tín dụng cho các bạn nhìn thấy đó. Dạ. Là trên thẻ tín dụng nó sẽ có ngày mở và ngày hết hạn. Cái hết hạn nó sẽ theo tháng chứ không theo ngày. Ví dụ thẻ tín dụng của cô là năm vừa rồi là hết hạn vào tháng 11 năm 2020. Thì trên cái thẻ đó nó sẽ ghi 11/20. Là đó là tháng hết hạn. Thì thông thường một ngân hàng khi thẻ của một khách hàng người ta sắp hết hạn trước đó một tháng thì ngân hàng sẽ thông báo cho việc gia hạn và cấp lại thẻ mới. Bởi vì nếu đến cái tháng đó mà cái thẻ nó hết hạn á thì cái miếng thẻ đó nó chỉ trở thành là một miếng nhựa không hơn không kém, nó không còn giá trị để các bạn cà luôn. Các bạn cà nó không có hiện nó một cái thông tin gì hết. Tại vì sao? Tại vì cái bây giờ nó trở thành miếng nhựa rồi. Cái miếng băng từ hay là con chip á nó không còn lưu thông tin gì hết, bởi vì nó hết hạn thì tự động nó hủy. Nó y như cái thẻ phòng luôn á. Đúng không? Cái thông tin mà chúng ta lưu trên cái băng từ hay cái chip của thẻ hết hạn, hết cái ngày đó qua cái tháng đó, tự động nó ngắt hết, không còn gì hết. Thì cái đó là một cái miếng nhựa không hơn không kém. Vì vậy cho nên là các bạn sẽ thấy rất là nhiều miếng nhựa, nhưng mà tưởng là người cầm nhiều thẻ là có tiền, nhưng thực sự không, nó chỉ là miếng nhựa thôi, không có ý nghĩa gì hết. Hiểu không Thuấn? Dạ. Rồi, giờ là yên tâm ha. Ngân hàng sẽ lo cái việc là hết hạn thẻ. Còn cái thẻ hết hạn các bạn cầm lên thì các bạn đã phải, trước khi cà thẻ đó cần phải kiểm tra tên chủ thẻ và ngày hết hạn trên thẻ. Nếu mà trên thẻ là cái tháng này và là tháng này tháng hết hạn thì phải cẩn thận, bởi vì thẻ đó không còn giá trị nữa. Rồi, còn ai không hiểu gì về đảm bảo thanh toán bằng thẻ tín dụng không? Hiểu rõ chưa? Có ai có gì không hiểu không ạ? Dạ, hiểu rồi cô. Rồi, chắc chắn các bạn cần phải hiểu cái này ha. Cái này, tôi đảm bảo với các bạn rằng khi các bạn đi ra đời và các bạn đi làm, không ai dạy lại các bạn điều này đâu. Đây là một kiến thức xã hội và kiến thức về tiêu dùng và tiền tệ và các loại thẻ. Được chưa? Hiện giờ cũng có rất là nhiều người được ngân hàng mời mở thẻ tín dụng nhưng mà chưa biết, chưa hiểu rõ sâu về cái thẻ tín dụng nó là như thế nào. Và rất nhiều bài báo hay nói rằng là thẻ tín dụng là con dao hai lưỡi, là thế này thế nào thế kia. Thì tại sao nó là con dao hai lưỡi, nó là như vậy đó. Được chưa? Rồi. Trường hợp thứ hai, khách nói rằng anh chị sẽ đảm bảo thanh toán bằng tiền mặt. Vậy đảm bảo thanh toán bằng tiền mặt là anh chị phải làm gì? Nếu đảm bảo thanh toán bằng tiền mặt thì khách hàng phải làm gì theo mọi người? Khách sẽ trả bằng tiền mặt. Vậy giờ làm sao chứng minh được tới ngày hôm đó khách có đủ 10 triệu để trả? Mình nhận tiền cọc của khách thôi cô. Đúng rồi. Nếu khách trả bằng tiền mặt thì bây giờ đưa 10 triệu đây em giữ cho.
Rồi tới ngày hôm đó em lấy 10 triệu này nè, em thanh toán tiền. Em chưa có lấy tiền nha. Em chưa có, em không có ý nghĩa là em bắt anh chị trả trả tiền trước đâu nha. Mà em chỉ giữ 10 triệu này làm đảm bảo thanh toán để chắc ăn gì. Tới ngày 19 tháng 7 chị còn đủ tiền để chị trả cho em. Ý nghĩa của đảm bảo thanh toán là như vậy. Ha. Chúng ta phải hiểu rõ điều đó, được chưa? Rồi, vậy đối với tiền mặt thì dễ rồi. Chúng ta thu tiền rồi xuất biên nhận đặt cọc, vậy thôi, đúng không ạ? Rồi riêng đối với tiền mặt các bạn ghi cho cô cái này. Đây là nguyên tắc công thức vào đời, không cần biết các bạn đang làm công ty nào, khách sạn nào, nhà hàng nào, hay bạn không làm khách sạn mà bạn chỉ cho người ta mượn tiền hay đi siêu thị, thì đây là nguyên tắc. Rồi các bạn ghi nguyên tắc giao dịch tiền mặt. Đây là phần cô nói thêm. Và những cái gì cô nói thêm nghĩa là nó sẽ hỗ trợ trong công việc và trong cuộc sống của các bạn sau này. Và cũng như trong tất cả các quy trình sau này mà liên quan đến tiền mặt thì các bạn áp dụng đủ nguyên tắc này. Và nguyên tắc này, có một bạn nhân viên lễ tân của khách sạn Silverland ở Bến Thành đã mất 2 triệu vì không tuân thủ nguyên tắc này. Vì vậy khi bạn không tuân thủ nguyên tắc thì bạn có mất tiền, bạn có sai thì bạn phải tự đền. Không ai hỗ trợ bạn được. Chờ. Rồi chúng ta ghi nha. Nguyên tắc giao dịch tiền mặt. Bước 1. Thông báo số tiền cần phải thu. Bước 2. Nhận phải kiểm, phải đếm tiền. Có nhiều bạn chỉ có nhận mà không kiểm đếm là sai. Chỉ có nhận cộng đếm mà không kiểm cũng sai. Phải thực hiện đủ 3 việc: nhận, kiểm, đếm. Bước 3. Xác nhận rõ số tiền đã nhận đủ. Có rất nhiều trường hợp các bạn nói như thế này: dạ em nhận đủ tiền rồi nha chị. Đủ là bao nhiêu? Bạn phải xác nhận lại số tiền bạn đã nhận. Dạ em đã nhận đủ của chị 2 triệu. Dạ em đã nhận đủ của chị 5 triệu. Đọc con số to rõ lên. Con số mới là thứ quyết định. Còn cái chữ đủ hay chữ thiếu nó chỉ ý nghĩa chung chung thôi, được chưa? Bước 3 là xác nhận số tiền đã nhận đủ. Bước 4, cất tiền. Bước này hầu hết các bạn càng làm lâu năm càng quên. Là sao? Nhận tiền, khách đưa tiền, nhận tiền, nhận xong, đếm đếm đếm, kiểm kiểm kiểm, dạ em nhận đủ của chị 2 triệu. Xong cầm 2 triệu đó để lên trên bàn. Rồi sau đó lại đi làm những việc khác. Vậy 2 triệu đó trước mặt khách là bạn đã xác nhận lại vô túi của bạn rồi, nhưng mà bạn không cất vô túi của bạn và sau đó nó mất thì bạn phải tự chịu trách nhiệm. Đó là câu chuyện mà nhân viên lễ tân của Silverland bị mất tiền. Để 2 triệu trên quầy và bị khách lừa lấy luôn. Được chưa? Bước 4 nghe rất là mắc cười, rất là hài hước, nhưng nếu không có bước 4 thì bạn mất tiền là chuyện bình thường. Cất tiền, bước 4. Bước 5. Cấp phát biên nhận đặt cọc, mở ngoặc nếu cần, đóng ngoặc. Cấp phát biên nhận, mở ngoặc nếu cần. Rồi, từ nay về sau, miễn cứ làm gì liên quan đến tiền là thực hiện đầy đủ 5 bước này. Được không? Ví dụ, nhà có bán tạp hóa, ra phụ má bán hàng, y chang.
chỉ có bỏ bước 5 thôi. Cô ơi, hộp bánh này 20.000. Cô cho con xin 20.000. Bước 1. Khách đưa tiền, cầm, nhận, kiểm, đếm. Bước 2. Bước 3. Dạ, con nhận đủ 20.000 rồi nha cô. Bước 4. Nhớ cất tiền vô két. Được chưa? Nguyên tắc giao dịch tiền mặt luôn luôn là như vậy. Không cần biết bạn đang giao dịch lớn hay giao dịch nhỏ, hay bạn đang làm công việc ở công ty, hay là bạn chỉ có bán hàng tạp hóa hay bán hàng ngoài chợ. Nguyên tắc như nhau, miễn là tiền mặt đảm bảo đủ 5 bước đó cho cô. Bước 5 có thể có hoặc có thể không. Được chưa? Đó là tất cả những gì liên quan đến đảm bảo thanh toán. Rồi, tiếp theo chúng ta đi nhanh về phần chìa khóa phòng. Chìa khóa lần trước, lúc ở bài trang thiết bị cô đã nói nhiều rồi. Có hai loại chìa khóa. Một là chìa khóa truyền thống, hay còn gọi là chìa khóa cơ. Không à? Trong trường hợp này, nếu khách đi ra ngoài khách sạn mà sử dụng chìa khóa cơ, thì khách đi ra ngoài, khách bắt buộc phải gửi chìa khóa lại nha. Vì sao? Vì cái độ an toàn, an ninh của chìa khóa cơ không cao. Nếu khách đi, đây là hình ví dụ của một cái chìa khóa cơ, nếu khách đi ra ngoài, khách để rớt, để mất cái chìa khóa này, thì với cái thông tin này thì một cái người gọi là có lòng tham, họ nhặt được cái chìa khóa này thì họ có thể mở được cửa khách sạn, mở được cửa phòng á. Không ạ? Vì vậy cho nên là chìa khóa này không được đem ra khỏi khách sạn, chìa khóa này là tài sản của khách sạn. Và để đảm bảo an toàn nên đó là lý do mà yêu cầu khách gửi lại chìa khóa. Chưa? Rồi. Loại chìa khóa thứ hai là chìa khóa từ. Chìa khóa từ, hôm bữa bài trang thiết bị cô đã cho các bạn coi cái thẻ nhà cô rồi, thẻ từ nhà cô rồi đúng không? Nó chỉ là một miếng nhựa không hơn không kém. Bên trong miếng nhựa đó là một con chip hoặc là một cái đường từ. Nó quy định cái thông tin có thể mở được cái ổ đập khóa, ổ đập chìa khóa. Vì vậy, cho nên đối với chìa khóa từ thì khách sạn thường không yêu cầu khách hàng gửi lại chìa khóa. Vì sao? Vì lỡ cái miếng nhựa này mà có bị rớt, bị mất á, thì bị rơi rớt ở đâu á, thì nó chỉ có giá trị là miếng nhựa thôi. Tại vì trên miếng nhựa này không hề có thông tin là phòng số mấy, khách tên gì. Yeah. Và đương nhiên như vậy thì cái phí bồi thường của cái miếng nhựa này không cao. Vì sao? Khi mà khách làm mất cái miếng nhựa này thì thực ra một miếng nhựa này chỉ có 10 cho tới 15 ngàn thôi. Có khách sạn sẽ bắt bồi thường, có khách sạn sẽ không. Nhưng mà chúng ta chỉ bồi thường cái miếng nhựa này thôi. Còn nếu đối với cái chìa khóa cơ hồi nãy á, nếu mà khách mà làm mất chìa khóa thì họ sẽ bồi thường cái phí cao hơn. Tại sao? Chúng ta sẽ mua hẳn một cái ổ khóa mới cộng cái chìa khóa. Nó mắc là mắc ở cái ổ khóa chứ không phải là cái chìa khóa. Đúng không ạ? Cho nên đó là lý do mà cái phí bồi thường của chìa khóa cơ sẽ cao. Và đó cũng là lý do mà hầu hết bây giờ những khách sạn mới mở sau này á, hầu như người ta đã chọn cái hệ thống cửa phòng của khách là bằng từ hết ha, để đảm bảo cái tính an toàn. Dạ. Vậy thì khi phát hành chìa khóa cho khách, chúng ta sẽ có thêm một cái thẻ để mà đựng chìa khóa. Trên đó có thể hiện cái thông tin của khách. Đúng không ạ? Và có một số cái thì nó để những cái dịch vụ trong khách sạn nữa. Thì khi phát hành chìa khóa phòng cho khách thì chúng ta nhớ một điều là đưa chìa khóa, đừng bao giờ đọc to số phòng của khách, bởi vì số phòng của khách là một điều bí mật, là một điều không chia sẻ để đảm bảo an toàn. Ví dụ có hai người khách đứng gần bên nhau, đúng không ạ? À, em gửi chị chìa khóa phòng chị là phòng 502. Người bên cạnh biết luôn cái phòng của cô này là phòng 502. Đó là một điều liên quan đến an ninh an toàn. Cho nên khi phát hành chìa khóa, khi chúng ta đưa chìa khóa cho khách, không đọc to số phòng. Đó là quy định nha. Rồi. Sau khi chúng ta đưa chìa khóa phòng cho khách rồi thì chúng ta tiếp tục sẽ cung cấp thêm những cái thông tin của các cái dịch vụ có phục vụ trong khách sạn. Nhằm mục đích gì? Nhằm để khách thấy rằng là ở khách sạn này rất là chuyên nghiệp,
Ở khách sạn này tiêu chuẩn rất là cao, có đầy đủ các dịch vụ, không thiếu gì hết. Muốn uống cà phê xuống cà phê, muốn ăn sáng, ăn trưa, ăn tối xuống nhà hàng, muốn có quán bar, muốn uống rượu, nhậu đi lên quán bar, muốn bơi lên hồ bơi, có quầy nước ở trên hồ bơi. Nghĩa là chúng ta chia sẻ cho khách biết tất cả những cái dịch vụ tiện nghi trong khách sạn. Và có lợi cho khách sạn là gì? Khi khách hàng người ta không biết thì người ta sẽ không xài. Còn nếu người ta biết, người ta có nhu cầu, người ta sẽ xài. Và khi người ta sử dụng dịch vụ, nghĩa là khách sạn có doanh thu. Được chưa? Và chúng ta nhớ là phải cung cấp cách liên hệ khi cần. Trong trường hợp khách cần giúp đỡ, trong trường hợp khách muốn hỏi thông tin thì khách phải gọi ai và gọi như thế nào. Đó là cung cấp cách liên hệ khi cần. Trong quá trình lưu trú, nếu anh chị cần hỗ trợ bất cứ điều gì, vui lòng gọi phím 0, bộ phận lễ tân sẽ giúp đỡ anh chị. Đó. Một nhân viên lễ tân phải nói được câu đó sau khi khách check-in xong. Được chưa? Rồi. Và hoàn tất hết các thủ tục trong giai đoạn check-in rồi thì bây giờ sẽ đưa khách lên phòng. Hướng dẫn khách lên phòng. Công việc này là công việc chính của bellman, của người hỗ trợ hành lý. Vì sao? Khi check-in xong, anh bellman sẽ đem hành lý lên phòng khách và sẽ đi cùng với khách đưa khách lên phòng. Được chưa? Đó là mặt bằng chung về dịch vụ sẽ là như vậy. Tuy nhiên, ở một số khách sạn 4 và 5 sao các bạn sẽ thấy điều này là các bạn lễ tân hoặc các bạn guest relation officer sẽ là người đưa khách lên phòng, hành lý sẽ lên sau. Bởi vì ở những khách sạn 4 và 5 sao họ hướng cái tầm của dịch vụ, họ hướng đến một cái sự dịch vụ chuyên nghiệp và tận tâm với khách hàng. Nghĩa là tôi đã chăm sóc cho anh khách này từ A thì phải tới Z. Nghĩa là từ đầu tới đuôi tôi làm việc với anh khách này, tôi chào đón anh khách này và tôi sẽ đưa anh khách này lên phòng. Để cuối cùng tôi chào tạm biệt anh khách này thì tôi mới hoàn tất công việc của tôi. Đó là câu chuyện xảy ra ở 4 năm sau thôi ha. Còn mặt bằng chung thì cái công việc hướng dẫn khách lên phòng sẽ là do bellman thực hiện. Được chưa? Và khi đưa khách lên phòng thì đồng thời cũng sẽ hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị ở trong phòng. Rồi, vậy xong rồi, hoàn tất, check in xong. Check in xong ở góc độ là khách đi khỏi quầy rồi, nhưng không có nghĩa là công việc đã xong, mà còn phải làm một điều nữa, đó là mở guest folio, phiếu theo dõi chi phí của khách. Mở guest folio là mở ra phiếu theo dõi chi phí. Trong quá trình khách ở đây, khi khách nhận chìa khóa phòng xong, nghĩa là họ được quyền đi khắp nơi trong khách sạn, đi sử dụng các dịch vụ trong khách sạn. Vậy khi họ sử dụng rồi họ ký nợ thì cái khoản nợ đó, thu ngân của những bộ phận đó phải cầm về cho lễ tân. Lễ tân sẽ phải cập nhật vào guest folio để đến ngày mà khách check out, chúng ta sẽ biết chúng ta phải thu tiền gì. Nhưng ở giai đoạn này là khách mới check in thôi thì lễ tân chỉ làm ngang một cái việc là hoàn tất thông tin và cập nhật một đêm tiền phòng đầu tiên. Đó là công việc của mở guest folio. Được chưa? Rồi, vậy là xong xuôi công việc check in. Đây là lưu đồ của việc thực hiện nhận phòng và đăng ký phòng. Tương tự giống như đặt phòng đúng không ạ? Bất cứ quy trình nào, công việc nào chúng ta cũng có lưu đồ. Rồi, nhiệm vụ của các bạn về xem lưu đồ này. Xem kỹ, hiểu, phân tích. Xem từng cái bước này, từng cái mũi tên này, chúng ta sẽ phải làm gì, nói gì. Tiếng ngày hôm sau, buổi học ngày hôm sau, chúng ta sẽ xây dựng quy trình check-in. Quy trình thực hiện việc nhận phòng, đăng ký phòng cho khách. Cho hai nhóm khách. Một là khách có đặt trước và hai là khách không đặt trước. Vậy thì dựa vào lưu đồ này, các bạn suy nghĩ
và các bạn tự xây dựng quy trình ra theo tư duy của các bạn. Ngày hôm sau, cô sẽ hỏi các bước của từng quy trình và sau đó sẽ chốt chuẩn. Và ngày hôm sau chúng ta sẽ chốt chuẩn về quy trình check-in cho hai nhóm khách. Rồi bài hôm nay đến đây là dừng. Về nhà nhớ xem lưu đồ và thực hiện bài tập. Dạ. Rồi trả lớp lại cho thầy Đông để điểm danh nha. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn các bạn, buổi học chúng ta kết thúc ở đây luôn nha.